Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 12 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Cần Thơ có số trường hợp COVID-19 như sau. Số trường hợp mắc COVID-19 là 5.246 ca, đã truy vết 15.038 F1, 9.897 F2 liên quan. Số trường hợp điều trị khỏi là 4.296 ca. Tính đến 12 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021, Cần Thơ ghi nhận 21 ca nhiễm mới, trong đó một trường hợp qua tầm soát tại cộng đồng, 11 trường hợp trong khu cách ly, 6 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp cách ly tại nhà, đã truy vết được 8 F1 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp mắc được ghi nhận cụ thể ở các quận như sau, quận Ninh Kiều 3, quận Thốt Nốt 7, quận Ô Môn 6, huyện Thới Lai 4, huyện Vĩnh Thạnh 1. Trong đó, số ca mắc quận Ninh Kiều gồm các phường như sau. Phường Cái Khế 2, phường Tân An 1, quận Thốt Nốt gồm các phường như sau. Phường Thốt Nốt 3, phường Tân Lộc 4. 6 trường hợp mắc COVID-19 tại quận Ô Môn được ghi nhận ở phường Châu Văn Liêm. Huyện Thế Lai ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 ở các xã sau. Xã Trường Xuân 3, thị trấn Thế Lai 1. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại thị trấn Thành An một trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng được ghi nhận tại phường tân an quận ninh kiều kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày